Thưa quý vị, thời điểm này hơn 4.500 ha lúa hè thu của huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn làm đồng. Đây cũng là lúc mà thân cây non xanh, chứa nhiều chất dinh dưỡng, trở thành thức ăn hấp dẫn đối với dầy nâu, dầy lưng trắng. Cục bộ có những ổ dầy tập trung từ 2.500 đến 3.000 con một mét vuông. Vâng, và không chỉ có dầy nâu, dầy lưng trắng gây hại, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn xuất hiện cùng lúc trên đồng ruộng Hà Tĩnh đã đe dọa sự phát triển lúa hè thu giai đoạn làm đồng. Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, hiện dầy nâu, dầy lưng trắng đã xuất hiện mật độ trung bình 500 đến 700 con trên 1 mét vuông, nơi cao 1.000 đến 1.500 con 1 mét vuông, cục bộ 2.500 đến 3.000 con trên 1 mét vuông. Dầy tuổi 4, tuổi 5 trưởng thành và có sự xen gối lứa, diện tích nhiễm trên toàn tỉnh trên 10 ha, chủ yếu tập trung ở các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Đức Thọ. Nguyên nhân do năm nay nắng nóng kéo dài cùng với nguồn sâu bệnh chuyển tiếp từ vụ xuân nên tập đoàn dầy phát sinh sớm hơn so với cùng kỳ năm trước. Dự báo dầy lứa 2 sẽ ra rộ từ thời điểm 15 tháng 7 trở đi, có nguy cơ gây cháy ở những vùng có mật độ cao. Cán bộ chuyên môn đang tăng cường điều tra phát hiện, chú trọng vùng thấp trũng, vùng hàng năm dầy thường phát sinh gây hại, chủ động cảnh báo, hướng dẫn các địa phương và bà con nông dân tiến hành phun trừ kịp thời xung quanh thời điểm ngày 15 tháng 7 trở đi. Thưa quý vị, đặc sản gạo Điện Biên là kết tinh từ tâm huyết và sự kiên trì lao động của người dân Điện Biên, được người dân tự hào, gìn giữ và phát huy. Đó không chỉ là một sản phẩm đặc sản với địa danh mà còn là một thương hiệu, một giá trị văn hóa du lịch gắn với vùng đất lịch sử, là niềm tự hào của người dân Điện Biên nói riêng và của cả người Việt Nam nói chung. Cánh đồng Mường Thanh có diện tích khoảng 140 km2, được coi là vựa lúa lớn nhất của khu vực Tây Bắc, đã mang đến thương hiệu gạo Điện Biên nức tiếng. Cũng bởi vậy, du khách khi đến với Điện Biên ngoài nhu cầu tham quan di tích lịch sử, còn để khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo. Kết thúc cuộc hành trình, những bao gạo chính là sản vật theo chân du khách về xuôi. Với hệ thống xay sát liên hoàn gồm nhiều máy móc tiên tiến hiện đại như lò sấy, máy trượt vỏ, máy sát trắng, máy tách màu, cơ sở xay sát của chị Trần Thị Khuyến cung cấp bình quân mỗi năm ra thị trường trong và ngoài tỉnh gần 250 tấn gạo thành phẩm. Thu mua về nhà giờ sát ra là đầu tiên là cái máy tách vỏ, xong đến máy sát trắng, đến máy tách màu là ra cái chất lượng gạo để cho khách du lịch người ta mua, người ta về làm quà. Đối với người dân Điện Biên cũng như du khách mọi miền, khi nhắc tới những sản vật vùng núi Tây Bắc, không thể thiếu gạo Điện Biên. Hạt gạo sóng đều, căng bóng cho cơm dẻo, đậm và thơm. Chính vì thế các loại gạo Điện Biên như xén củ, tám thơm, nếp nương luôn được khách du lịch ưu tiên chọn làm quà tặng mang về sau khi kết thúc chuyến hành trình du lịch tại Điện Biên. Chúng tôi cũng rất mong được nhiều lần đến Điện Biên để cùng với nhân dân Điện Biên để mà chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của Điện Biên. Mà hơn nữa là cái mà chúng tôi thích thú nhất đó là gạo Điện Biên đã đem lại cho chúng tôi được cái niềm vui lớn của những người nông dân. Khi mà cái sản phẩm mà đã nâng cao được cái chất lượng cũng như là cái nhãn mác bao bì để được người tiêu dùng biết đến và làm cái quà tặng thì cái giá trị của cái sản phẩm hạt gạo đó sản xuất ra thì nó tăng được từ 1,5 cho đến 2 lần so với cái giá gạo thương phẩm bình thường. Để tăng năng suất, chất lượng gạo Điện Biên những năm gần đây, tỉnh Điện Biên thường xuyên triển khai thử nghiệm các loại giống mới để lựa chọn giống lúa chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đưa vào cơ cấu giống. Từ đó tạo ra vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị, là biểu tượng của sự thuần khiết trong sáng, hoa sen biểu trưng cho khí phách con người Việt Nam. Hà Nội có sen Bách Diệp Tây Hồ là giống sen có nguồn gen đặc sắc riêng và có tại Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên thì cùng với quá trình đô thị hóa, diện tích sen Tây Hồ ngày càng bị thu hẹp. Để bảo tồn và phát triển cây sen và các sản phẩm sen của Tây Hồ, chiều ngày hôm nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Viện Rau quả Trung ương tổ chức hội thảo bảo tồn và phát triển sen Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp nghệ nhân và ngành nông nghiệp trên cả nước như Đồng Tháp, Bình Dương cùng tham luận tìm hướng phát triển, nâng cao giá trị cho cây sen Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, đại diện Viện Rau quả Việt Nam cho biết giống sen Bách Diệp của quận Tây Hồ là giống sen vô cùng đặc sắc với hương sắc đặc biệt của Việt Nam và trên toàn thế giới. Từ giống sen này, Tây Hồ có rất nhiều sản phẩm độc đáo như chè sen, xôi sen, cốm sen. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận 4 sao cấp thành phố. Ngoài sen Tây Hồ, nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã phát triển rất nhiều sản phẩm có giá trị từ cây sen với diện tích gần 600 ha.
Hà Nội có tới 18 sản phẩm OCOP từ loại cây đặc biệt này. Trong thời gian tới, thành phố dự kiến tăng thêm 300 ha, đưa tổng diện tích canh tác các giống sen có giá trị kinh tế và năng suất cao của toàn thành phố lên 900 ha vào năm 2025. Tại hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm về sen của Hà Nội và các địa phương khác trên cả nước trong hệ sinh thái sen Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay nước ta có tổng diện tích trồng hồi khoảng 40.000 ha, tập trung chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, với sản lượng hàng năm là hơn 16.000 tấn. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 6 đạt 1.548 tấn, kim ngạch đạt 6,7 triệu đô la Mỹ. 7.023 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 34,2 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2023, lượng xuất khẩu giảm 5,6%, kim ngạch giảm 25,3%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hoa hồi Việt Nam với 4.410 tấn, chiếm tỷ trọng 63% trong tổng số các nhà nhập khẩu của Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Gia vị Thế giới, sản lượng hoa hồi của Việt Nam đứng thứ hai toàn cầu. Với hoa hồi, Việt Nam là nhà cung cấp tiềm năng cho thị trường gia vị và hương liệu thế giới, trị giá đạt 21,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và dự báo sẽ tăng lên 27,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết, mặc dù năm nay vải thiều bị mất mùa, nhưng loại trái cây này vẫn đem về cho địa phương khoản doanh thu khoảng 6.600 tỷ đồng. Khoảng 70% sản lượng vải được tiêu thụ trong nước, còn lại được xuất khẩu tới các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Liên minh châu EU, Úc. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, tổng sản lượng vải tiêu thụ gần 86.000 tấn, vải sớm hơn khoảng 48.000 tấn, vải chính vụ 38.000 tấn. Vải thiều được tiêu thụ thuận lợi cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó, thị trường trong nước tiêu thụ trên 60.000 tấn qua các kênh, chợ đầu mối, các chợ dân sinh, siêu thị, các sàn thương mại điện tử, vải tươi, chế biến, sấy khô và hệ thống bán buôn bán lẻ khác. Số còn lại được xuất khẩu sang các thị trường chủ yếu là Trung Quốc hơn 24.500 tấn và một số quốc gia vùng lãnh thổ như EU 53 tấn, Nhật Bản 45 tấn, Úc 42 tấn, Mỹ 20 tấn, Dubai 21 tấn, Canada 16 tấn và các nước khu vực Đông Nam Á 18 tấn. Giá vải thiều ngay từ những ngày đầu vụ đã tăng cao gấp 2 đến 3 lần so với năm 2023, bình quân dao động từ 55.000 đến 85.000 đồng một kg, cao nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, hiện nay tại tỉnh Tiền Giang đã hết mùa thu hoạch trái sầu riêng nên loại trái cây này đang khan hàng, sốt giá. Hiện đã hết niên vụ nên rất ít vườn cây sầu riêng có trái, do đó giá trái sầu riêng ở mức cao, sầu riêng giống Môn Thông giá trên 100.000 đồng một kg, Ri 6 70.000 đồng một kg. Với mức này, mỗi kg sầu riêng cho lãi từ 30 đến 50.000 đồng tùy loại. Trái sầu riêng khan hàng nên hầu hết các doanh nghiệp cơ sở thu mua trái sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Tiền Giang đều đóng cửa tạm ngưng hoạt động. Một vài cơ sở còn kinh doanh nhỏ lẻ do thu gom trái sầu riêng trái vụ nhưng rất hiếm hoi, nhiều doanh nghiệp đưa nhân công ra ngoài các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên thu mua sầu riêng để cung cấp theo đơn hàng cho đối tác.